Đúng như tôi đề, hôm nay mình sẽ gửi bạn một cái video đánh giá với em sao Pit E3 này, một cái sản phẩm mà mình đã sử dụng trong thời gian vừa qua và mình thấy rằng thực sự thiết kế của nó vô cùng là nhỏ gọn. Đã thế em này mic thu âm cũng ổn, chưa kể còn có cả game mode các bạn nhá. Chất âm mình sẽ gửi bạn trong video đánh giá chi tiết ngày hôm nay. Còn bây giờ hãy bắt đầu nhá. Đầu tiên nói về thiết kế và phải công nhận một điều rằng ngay từ khi mình cầm em này ấy, mình đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của nó vô cùng là nhỏ gọn cũng là xinh xắn ở đây. Nó không khác gì mình cũng bao riêng cả các bạn ạ. Thiết kế bên ngoài của em này hội tụ đầy đủ những yếu tố từ nhỏ gọn, nhẹ nhàng. Như các bạn nếu so sánh với AirPods ấy, thì nó cũng sẽ có phần nhỏ gọn hơn. Trọng lượng case của em này sẽ chỉ là 33g thôi. Trong đó trọng lượng mỗi bên tai sẽ là 3,9g. Tính ra tổng trọng lượng sẽ cỡ khoảng tầm là 41g. Nếu mà so với AirPods bạn nào đã dùng qua rồi ấy, thì phần cách của nó cũng đã đến 38g rồi. Ngoài ra phần vỏ của em này cũng sẽ được làm nhám ít bám mồ hôi, dấu vân tay. Nói chung là thoải mái khi bạn sử dụng, nhét vào túi quần, túi áo cũng ok luôn. Cũng giống như những mẫu tai nghe Soundpeak trước đây mình đã từng làm rồi ấy, thì em tai nghe Soundpeak E3 này cũng có độ hoàn thiện tương đối tốt. Khi mà chúng ta sờ ở những phần ví ở phần viền này, so với phần cổng sạc hay phần bản lề thì đều cho chất lượng gia công mình đánh rằng chỉn chu khi mà so sánh lại những sản phẩm khác trong tầm giá 1 triệu. Nhựa bên ngoài cũng cho cảm giác cầm nắm chắc chắn, nó không bị ọp ẹp quá. Tuy nhiên thì khi mà mình lật cái phần đó chính bản lề mình cảm giác rằng nó có phần gì đó hơi yếu một tí. Cảm giác nam châm hít thì là vậy, tuy nhiên khi mà chúng ta lắc như này thì nó cũng sẽ không bị bật lắp ra đâu các bạn nhá. Về cơ bản phần nắp của em này ấy, mặc dù cảm giác là thế nhưng mà khi chúng ta sử dụng vẫn thấy rằng nó rất chắc chắn. Tương tự trong phần tai nghe cũng vậy, nhưng mà có thêm các đường rãnh nên là nhìn cảm giác của nó mạnh mẽ và nam tính hơn so với vỏ bên ngoài. Tất nhiên chúng ta cũng sẽ có thêm những yếu tố khác, ví dụ tiêu chuẩn kháng nước IPX5 dành cho những bạn nào thích tập thể dục, thể thao. Về cơ bản đây là một sản phẩm dành cho những bạn nào mà có nhu cầu cần tìm những sản phẩm nhỏ gọn, nó không cồng kềnh quá, thuận tiện cho việc mang đi mang lại, hay là khi bạn chạy bộ tập thể dục thể thao mua em này cũng được luôn. Và nếu bạn nào có tâm ấy, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhá. Mức giá hiện tại của nó sẽ có khoảng tầm 1.190.000. Tất nhiên đây là giá ngày thường rồi, còn nếu mà giá ngày sale mình nghĩ rằng nó sẽ còn rẻ hơn nữa. Còn cảm giác đeo em này ấy, mình thấy rằng ngon, chẳng khác gì AirPods cả. Khi bạn đeo vào nó cũng là cùng một cái dạng như vậy, cũng là dạng earbud, đeo vào dễ chịu thoải mái. Cái phần cuống tai này ấy, nó sẽ hơi ngắn một tí, thành ra nó cũng không gây khó chịu quá nhiều các bạn. Cũng như phần housing vừa phải chạm vào tai nhưng mà không gây khó chịu và vừa fit trong tai luôn, thay vì to quá như của một số cái mẫu tai nghe khác. Nói chung đeo em tai nghe Soundpeak E3 này mình thấy rằng các bạn có thể tập thể dục, thể thao hay chạy nhảy nó cũng không rơi đâu. Em này cũng sẽ hỗ trợ tính năng tự động dừng nhạc khi mà chúng ta tháo tai nghe ra, bởi vì phần trong housing ấy nó sẽ có một cái cảm biến giúp bạn thể tháo ra dừng nhạc cũng như một số tính năng khác nhá. Còn ở đây các bạn có thể thấy một số thông số của mẫu tai nghe Soundpeak E3 này. Về cơ bản em này sẽ có chuẩn Bluetooth 5.2 cũng như có chip Qualcomm và hỗ trợ các chuẩn ví dụ AC, SBC v.v. Còn về kết nối khi mình sử dụng iPhone nhá thì thấy rằng nó nhanh ổn định cũng như không bị hiện tượng đứt tiếng hay là ngắt tiếng trong một số trường hợp. Mình đánh giá rằng đây là một cái mẫu tai nghe nếu mà chúng ta kết nối iPhone ấy thì nghe tương đối ok. Còn delay ấy, thì em này sẽ có game mode nhá. Các bạn gõ 3 lần vào bên tai trái sẽ tự động kích hoạt tính năng này. Độ trễ mình thấy rằng giảm xuống còn 60 ms theo nhà sản xuất công bố. Mình cũng đã thử rồi, chơi cái tựa game Call of Duty thì hầu như là không thấy độ trễ quá là nhiều đâu. Còn khi xét về chất âm thì mình thấy rằng Soundpeak E3 là một sản phẩm nó đáp ứng tốt trong nhu cầu tầm giá 1,2 triệu. Nếu mà so sánh với những sản phẩm khác cùng tầm giá luôn, em này thậm chí có phần nổi bật hơn ở những tính năng khác. Còn chất âm đáng đồng tiền bát gạo các bạn ạ. Chất âm ấy thì mình thấy rằng em này nghe khá ấm nhá, âm trầm tốt, bass đập chắc, gọn, có lực nhưng mà cảm giác đôi lúc mình thấy rằng nó chưa thoát tai lắm. Mid cũng được làm tốt, giọng ca sĩ thể hiện chi tiết, rõ ràng. Nó cũng giúp các bạn dễ hình dung những âm thanh nhạc cụ xung quanh. Chép thì mình thấy rằng không quá nhiều, nhưng mà không hiểu tại sao khi mình bật mắc lên ấy thì đôi lúc cảm thấy hơi chóe một tí các bạn ạ. Còn về khoản thu âm ấy thì lợi thế của em tai nghe Soundpeak E3 này đó chính là mỗi bên tai nghe chúng ta sẽ có 2 mic và mình cũng đã thử ghi âm một số đoạn rồi. Khi mà chúng ta sử dụng chỉnh ghi âm mặc định của iPhone thì mình thấy rằng cái giọng mình thu ấy, âm trầm của nó sẽ hơi thấp một tí như âm bình thường nhá, nhưng nó sẽ trầm hơn. Còn về khoản thu âm của chiếc tai nghe Soundpeak E3 này thì mình sẽ ghi âm cho bạn thử nghe nhá. Mình sẽ dùng chỉnh ghi âm của chiếc iPhone mình đang có đây. Trong phòng hiện tại là phòng studio và mình sẽ có một chiếc điều hòa bật cũng tương đối to, gió giữa các thứ đầy đủ luôn. Cuối cùng là về khoản pin, theo nhà sản xuất công bố thì em này có thể nghe được 5 tiếng với mức âm lượng 60%. Tuy nhiên, cá nhân mình dùng bình thường, chúng ta thay đổi âm lượng cũng như bật to, bật nhỏ, nói chung là cũng thay đổi rất là nhiều. Thì mình dùng được cỡ khoảng tầm là 4 tiếng rưỡi. Cá nhân mình thấy thì đây là một thời gian sử dụng pin không quá trâu, nhưng vừa đủ các bạn nhá, vừa đủ để bạn có thể trải nghiệm. Ví dụ như chúng ta một buổi học online cũng khoảng tầm 3-4 tiếng, nếu bạn học liên tiếp nhiều tiếng. Thì mình thấy rằng đây là một tai nghe vừa đủ đáp ứng. Hoặc các bạn nhu cầu như kiểu chạy buổi sáng chỉ có tầm 1-2 tiếng thì dĩ nhiên em tai nghe sẽ đủ đáp ứng cái nhu cầu đó.
Tóm vấy lại thì Sharpeed E3 là một sản phẩm mình thấy rằng thiết kế nhỏ gọn dành cho những bạn nào thích thì kiểu mang đi mang lại hay tập thể dục thể thao chẳng hạn, nó đều đáp ứng đủ nhu cầu. Đã thế em này cũng sẽ có tiêu chuẩn kháng nước IPX5 dành cho những bạn nào mà chúng ta như kiểu chạy ra mồ hôi hoặc là thậm chí các bạn đi mưa nhỏ cũng được luôn. Tất nhiên nó cũng sẽ có những điểm mạnh khác, ví dụ như kiểu là chúng ta trong một chất âm mới rằng ổn trong tầm giá 1,5 triệu. Và quan trọng hơn, đây là mẫu tai nghe trong tầm giá này các bạn cũng sẽ có cái tính năng đó chính là game mode, thậm chí độ delay của nó sẽ chỉ 60 ms mà thôi, một độ delay mình thấy rằng tương đối thấp thay vì những mẫu tai nghe mà độ delay khoảng tầm 65 ms. Và các bạn nghĩ sao về cái mẫu tai nghe Sharpeed E3 này? Hãy để lại comment dưới nhá. Thực sự mình rất ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn nó luôn. Các bạn nghĩ sao? Nếu bạn nào muốn mua, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Và quan trọng hơn nhá, mua sớm chúng ta sẽ có những chỉnh giảm giá khuyến mại các thứ vân vân. Link mình sẽ để bên dưới phần mô tả, bạn dễ dàng tham khảo. Còn bây giờ xin chào và hẹn bạn trong các video lần sau. Bye bye.